Xin chào các bé trường mầm non Hoa Phương. Hôm nay cô Nga đã quay trở lại và cô lại mang đến cho chúng mình một điều cực kỳ thú vị và đảm bảo rằng bạn nhỏ nào cũng sẽ rất là thích cho mà xem. Các bé có muốn biết điều thú vị ấy là gì không nào? À, đó chính là bài múa vận động đố bạn. Xin mời các bé sẽ cùng tham gia với cô nào. Trèo cây nhanh thoăn thoắt. Còn đến câu đố bạn biết con gì thì chúng mình sẽ làm như này. Một tay để ra đằng sau, một tay chỉ và đồng thời chân kia chúng mình sẽ bước lên theo tay chỉ nhá. Đố bạn biết con gì? Đến câu hát, đầu đội hai cái lá, đó là chú hươu sao? Chúng mình sẽ làm hai tay giống hai cái lá của chú hươu nhá. Này, đầu đội hai cái lá, đó là chú hiểu sao. Rồi và với câu hát, hai tay to phành phạch, đó là chú voi to. Chúng mình sẽ để hai bàn tay lên tay của chúng mình này. Hai tay to phành phạch, đó là chú voi to. Trông xem kìa, ai đi như thế kia. Thì chúng mình sẽ lấy ngón tay chỉ đồng thời ngón tay để ra đằng sau này. Và chân chúng mình sẽ cùng tiến về phía chéo sang một bên nhé. Đi cùng với tay của mình nhé. Trông xem kìa, ai đi như thế kia. Với câu hát phục phịch thì chúng mình sẽ làm động tác phục phịch này. Phục phịch, phục phịch. Đó là